hành động mới nhất của thúy nga khi nghe thông tin kim ngân bị gia nguyễn đuổi ra ngủ công viên mới đây một số khán giả cho biết bắt gặp kim ngân lang thang tối nằm ngủ ngoài công viên đã khiến nhiều người xót xa tuy nhiên thúy nga lần này không còn đá động gì đến đàn chị nữa cả đối với cô là quá đủ rồi vì thời gian qua cô bị tổn thương rất nặng từ những lời vu khống của chàng nguyễn lần này cô quyết định cắt đứt không muốn nhắc đến đàn chị mặc dù cô dành nhiều tình cảm cho kim ngân mới đây nhất Thúy Nga xuất hiện vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình. Vào tối mùng 3 tháng 8, Thúy Nga xuất hiện thân mật vui vẻ bên chế phong, con trai của danh ca chế Linh cùng một số bạn bè. Đáng chú ý, nữ danh hài còn đăng kèm thông báo. Tối nay em công khai thừa nhận hẹn hò với con trai bố chế Linh nha. Cả nhà nhớ đón xem nhiều điều bất ngờ khi gặp hai người con của bố nhé. Không ít khán giả đã tỏ ra bất ngờ khi Thúy Nga công khai việc hẹn hò với chế phong, con trai của người anh thân thiết với cô. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Thúy Nga trên kênh YouTube cá nhân, cô và chế Phong chỉ là anh em thân thiết, nên từ hẹn hò mà cô nói chỉ mang nghĩa đơn thuần là đi cà phê trò chuyện sau thời gian dài không gặp. Mới đây nhất, vào sáng ngày mùng 5 tháng 8, Thúy Nga tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện hạnh phúc bên mẹ và người hâm mộ nhân dịp sinh nhật tuổi 45. Cụ thể trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên xúc động cho hay: "Hôm nay tại Mỹ theo ngày giờ thì vẫn chưa đến ngày sinh nhật, mình vẫn còn đang ngủ nướng chưa muốn dậy." Bỗng nhiên trước nhà ập vô một đoàn người mang bánh mang hoa mang quà, bóng bay các kiểu trầm rộ trước nhà em bất ngờ quá tôi lúi húi mặt vẫn còn say ke và với hình dạng rất gớm. Vội vã dạy dặm giá mớ thắp trắng sơ nhẹ để đón mừng sinh nhật em theo đúng ngày giờ Việt Nam. Thúy Nga xin cảm ơn các bạn, anh chị Phan thân yêu mừng buổi sinh nhật bất ngờ quà. Cuộc đời của Thúy Nga từ bé đến lớn không có thói quen tổ chức sinh nhật nhưng vẫn luôn được mọi người thương yêu tạo cho Thúy Nga những sinh nhật thật bất ngờ đầy xúc động sinh nhật năm nay lại có mẹ bên cạnh thật vui và cảm ơn cô bạn Chu Việt Anh rất nhiệt tình lăn xả bày ra cú vui bất ngờ này. Cuộc đời mình cứ cho yêu thương lại nhận được tất cả các tình thương khác dành lại cho mình. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng tất cả những tình yêu thương đã dành cho Thúy Nga trải qua bao nhiêu ồn ào liên quan đến Kim Ngân. Nhận phải không ít ý kiến chỉ trích từ anti-fan. Thúy Nga dường như suy sụp hoàn toàn. Tuy nhiên, nhờ nhận được những lời động viên an ủi từ đông đảo khán giả, cô đang dần lấy lại tinh thần và tiếp tục đặt niềm tin vào cuộc sống thúy nga vui sướng trong ngày sinh nhật sau khi thừa nhận hẹn hò với con trai danh ca chế linh bên cạnh đó việc người hâm mộ nhớ rõ ngày sinh nhật và âm thầm tạo bất ngờ cũng khiến thúy nga vỡ òa à trong hạnh phúc cô vui vẻ nói rằng cuộc đời mình cứ cho yêu thương lại nhận được tất cả các tình thương khác dành lại cho mình xin chân thành cảm ơn và trân trọng tất cả những tình yêu thương đã dành cho thúy nga nhìn thấy khoảnh khắc thúy nga nở nụ cười rạng rỡ sau chuỗi ngày buồn bã cư dân mạng không khỏi thích thú. Ai nấy đều nhanh chóng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô nàng. Chúc Thúy Nga hạnh phúc vui vẻ bình yên trong tuổi mới nhé. Đặc biệt tuổi mới này có anh đẹp trai nào trước nàng về vinh hẹn. Chúc Thúy Nga hạnh phúc nhé. Chúc mừng sinh nhật xây Nga tuổi mới nhiều niềm vui mới và thật tràn đầy năng lượng mỗi ngày nhé. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các mọi buồn phiền qua một bên vì phía trước chị luôn có quá nhiều tình yêu thương mà chị xứng đáng được nhận.